À, xin chào các bạn. Thì trong cái clip review á về cái dòng này, mình có nói về cái cách mod. Mình có để cái đường link để mod cái cục này. Thì nó có 8 cục á, mình mua 2 cục thôi. Thì từ từ mình mod lên rồi giải từ từ để dành giải. Nó cũng hai cục này thì nó cũng hơi mắc tiền. Nhưng mà mua 2 cục mà có 8 cục thì nó có 9 cục. Thì cái cục theo sơ đồ á thì nó có 8 cục, nhưng mà cái này nó có thêm một cục nữa là cục cycle Megamin. Thì cycle Ryzen Megamin thì nó có bán ở bên HK Now Store bên Hồng Kông á, nó có một cục nó có bán, là người ta cũng mod lại người ta bán. Thì cái cục này là cái cục đơn giản nhất trong cái dòng Ryzen Megamin. Các bạn chơi những cục này á thì các bạn sẽ có được cái khái niệm về cái gì Megamin, nó rất là phức tạp. Tất cả những cục Ryzen Megamin là phức tạp, nhưng mà cái cục này nó có tất cả các dòng xoay, không nó hơi giống Mercury, nhưng mà Mercury nó khó hơn là nó có làm cái thanh này nè, rồi cách nó làm nó khó chịu hơn. Nó có một cái mặt mặt trắng nó bằng 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 một, nghĩa là nó đứng một chỗ á, còn các mặt khác á, nó chạy. Thì cái cục này nó đơn giản, nếu các bạn có hai cục như mình á, hoặc là có những cục nào mà các bạn thích các bạn để các bạn mua về bằng mod á, thì nên 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 chơi cục này. Cái cục này nó đơn giản, đầu tiên á là mình những cái viên thanh này nó không có chạy, những cái viên bự bự này nè, những viên hình thang này nó không có chạy, nó đỡ một cái khâu. Những cái khâu sau làm nó cũng nhẹ, nó mình không có lo chạy những cái viên này, mình không có lo giữ những viên này, thì nó cũng cái khâu sau nó cũng đơn giản hơn chút xíu. Mình chỉ nắm mình kéo là nó vô hà, nó không có chạy, không rồi kéo lên, kéo đây cứ kéo ha, đây cứ để một mặt kéo kéo hoài rồi hồi nó vô hết à. À, nó có một cái khâu nhẹ nữa đó các bạn, mình làm xong cái này đi. Nó có một cái khâu rất là nhẹ nữa là những cái viên này nè, những cái viên nhỏ này nó tự chạy về đó, vậy đó. Nó cũng nhẹ, để bớt một khâu nó nhẹ thêm hai khâu. Thành ra các bạn chơi cục này bằng bằng cái cục Ryzen Megamin mà khởi động lên á, cái bạn sẽ có được cái động tác của nó. Dòng này là dòng rất là hay các bạn ha. Mình cũng mong các bạn chơi nó, bởi chơi nó có lời mà mua có ít cục mà có thể chơi gần cả nửa năm mà cũng không sao, vẫn bình thường. Nếu mà siết ốc thì cẩn thận chút xíu thôi, siết ốc nhẹ nhẹ thôi ha, nên cái những cái viên này nó đè nhau rất là cứng, là các bạn không còn siết quá chặt đè cứng ngắc, siết gồng lên siết đâu, mình siết nhẹ nhẹ đều tay là ok rồi. Ok không, xong không, nó đơn giản, một cái khái niệm mới rồi để các bạn chơi cục này. Những cái khâu sau nó cũng rất là nhẹ, khâu sau mình cũng giải ngắn đi, để các bạn có nhìn được cái clip nó ngắn ngắn để các bạn nhìn vô mình nắm vấn đề. Thì cái này nó giải công thức mình để dưới thì rất là dễ dàng. Tiếp tục thì mình làm những cái viên này nè, thì theo những công thức mình ghi á, là xuống xuống lên một lần giữa hai cạnh bằng không, giữa hai mặt bằng không, thì nó sẽ dời cái viên cạnh. Còn nếu làm 3 lần là dời viên gốc. Viên gốc mình làm sao ha, mình cứ làm lan ra các bạn. Đây là những cái viên nó nằm nhớ không, những cái viên nhỏ nhỏ tam giác nó nằm tùm lum á, thì chút xíu nó sẽ về, nó về không, không có gì không. Rồi mình cứ làm lan ra, làm lan ở đây cũng được, làm lan ra rộng rộng ra thì bích lại, không cần phải lấy điểm tựa nào hết trơn ha. Rồi ở đây rồi, đây rồi, đây rồi, giờ mình làm đây cũng được, ở đây cũng được, rồi tiếp đây cũng được không. Bây giờ mình làm như này đi, tím cam, tìm viên tím cam, tím cam đây, tím cam đây nè không, xuống xuống lên lên đây, mình dời nó qua cho nó dễ chứ gì chứ ha. Tím cam đây, đưa lên đây, đưa qua. Viên cam nằm bên này, viên mặt xuống này không, xuống xuống lên lên, ok.
không. Rồi bây giờ mình trả về nè, trả về cái trả cái kiểu gì nó cũng về hết các bạn. Tại nhân viên nó không có chạy đó, không dễ trả về lắm, mình trả cẩn thận chút xíu là nó vô à, chứ không phải như những cái tạo thế khác. Cái này à, tím xanh à, bây giờ mình làm đây không, mà làm đây riêng đi, rồi mình cứ lan lên chỗ này, mình đây rồi nè ha, mình lan lên đây hướng này cũng được, hoặc là hướng này cũng được, làm qua mặt trắng luôn cũng được. Các bạn thích làm bọc mặt trắng thì làm, còn làm thích bọc lên thì bọc không, theo thói quen của mình. Tím xanh à, tím vàng, tím xanh à, tím xanh đâu ta, tím trắng, tím xanh đây. Ừ, tím xanh đây nè, à, gì này tím vô đây, xuống xuống lên lên. Rồi ở đây mình đưa xuống đây luôn viên tím xanh này nè, không rồi vô không dễ không à, nếu mà các bạn có cục này hay chơi thì rất là hay, rồi các bạn sẽ chơi nó cho nó quen á, là các bạn sẽ không sợ, không không phải sợ Crazy Megamin nữa. Mình biết có nhiều bạn rất là sợ cái Crazy Megamin, làm gì các bạn đảo ở đây có làm cũng được, làm rộng ở đây cũng được, làm bên này đi cho nó đẹp ha, chứ không gì hết trơn, nó dồn dồn mấy cái trắng lên. Hai này rồi, bây giờ tới xanh xanh, hướng nào cũng được ha, để mình đảo cho các bạn thấy hướng nào cũng được. Xanh xanh đây không, xanh xanh đây, vô đây chỗ này kẹt không, vẫn kẹt không à, đưa xuống đây, xanh xanh đây không, đưa lên, đưa lên đây á, thì khi mà xuống nó ngược chiều, nó ngược chiều nữa không, mình đưa nó qua đây, bên đây cũng còn rác nè, đưa qua không, không được, cái này đưa xuống thuận chiều này không, xuống xuống lên lên trả về, ok vô ha. Những cái viên này nó mình coi đúng chiều thôi các bạn, là làm cho đúng chiều thôi, chứ còn bạn chuyển thế thì nó chạy những viên này không à, chứ nó không chạy những viên trong. Nó viên trong các bạn đưa qua đây là nó nằm đây luôn à, nó đâu có đi đâu đâu, nó cứ chạy vòng 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 đây thôi, nguyên một dải luôn, nó chạy vòng vòng à, xanh vàng tìm không, đây xanh vàng đây không, đưa qua à, xanh vàng xuống cùng chiều nè, làm gì cho các bạn dễ thấy chứ mình là mình đảo luôn rồi đó. Rồi đưa lên à, đưa vô luôn, xa xuống xuống lên lên, cái hầm vô không, lại ở đây đỏ xanh đỏ vàng nhờ nhờ, đỏ vàng nhờ bên này, thuốc bên đây, thôi mình làm hướng này đi cho nó bích nó đẹp không, hướng nào cũng được. Tím vàng, bởi mình làm cho các bạn thấy nó dễ chịu lắm. Tím vàng đây ha, tím vàng đây nè, đưa lên đưa qua xuống xuống lên lên rồi. Trả này về đây, rồi bây giờ trắng trắng vàng trắng đỏ đây, trắng đỏ đưa xuống đây được nè, nhưng trắng xanh trắng vàng chút đây là đưa lên không, cho nó chung vô đây đi, chỗ này còn cái chỗ còn mồi mà, xuống xuống lên lên, trả này về, trả về nữa không, ngang này không, trả này về nè, kế không, ngang này không, bằng này không, đỏ vàng đỏ trắng chứ, đỏ trắng đưa qua à, đỏ vàng chứ, trắng vàng này không, lên đây theo cùng chiều này không,
viên này nó đi qua đây cùng chiều nè, xuống bên này trước, xuống, xuống, lên, lên, trả về, ok không? Cái này mình làm cho nó nhiều nhiều để các bạn thấy, nếu mình có làm nhanh quá bạn theo không kịp á, các bạn theo bước sau bao nhiêu đó, đó xuống xuống lên lên coi chiều để nó xuống chiều nào thôi. À, tím trắng mình làm gì đi cho nó đẹp không, hướng nào cũng được. Đây, nó muốn hết luôn rồi nè, trắng tím, trắng tím đây này, viên rác không, trắng tím đây thì giờ nó tới viên này kẹp phải không? Đây, suy nghĩ coi sao. Qua wow. Đây đi, cho viên trắng tím núp xuống đây đi, xuống, xuống, lên, lên, rồi viên này núp xuống, xuống, lên, lên, núp đây không? Tại mấy viên này ở mấy này chưa làm, mấy viên này chưa làm mà tưởng làm rồi. À, trắng tím đây không? Rồi qua màu tím đi lên nè các bạn, không? Xuống bên này, xuống, xuống, lên, lên, trả về, ok không? Vàng tím, trắng xanh, trắng xanh lá, đây trắng xanh lá đây không? À, trắng xanh lá muốn vô đây, vô lên coi sao? Đây trắng xanh lá không? Trắng xanh lá ngược chiều, ngược chiều, ngược chiều. Vậy thì đổi đầu ở đây đi, đưa lên qua đây. Này, trái này về. Mình giữ nó trên đây là dễ làm hơn các bạn ha. Trắng xanh đây, à, trắng xanh đây, tới đây. Rồi bỏ viên này xuống đây. Rồi trả cái kia về. Rồi bây giờ nó thuận chiều rồi nè, trắng lên xanh lên đây nè, làm bên đây trước. Rồi ok không, ok không, để vậy nhổng lên còn có mấy viên không, thấy không? Trắng đỏ, trắng đỏ vô luôn nè, trắng đỏ chưa vô được, còn viên này, viên này còn mấy viên kẹt không? Vậy mình làm viên này trước, viên này rồi, vậy thì làm vậy đi. À, viên trắng xanh, trắng xanh, trắng xanh đây, đưa qua. À, trắng xanh xuống được này không? Xuống, xuống, lên, lên, trả này về. Mà thấy cái tam giác nó tự về không? Nó đỡ hết khâu ha, đỡ hai khâu luôn. Cái Rubik này nó nhẹ hơn những Rubik kia tới hai khâu luôn các bạn. Trắng xanh, bây giờ trắng đỏ, trắng đỏ, trắng đỏ đây. Còn cái nắp không à, làm xong giờ còn cái nắp không à. Phải khịa một viên xuống không, phải khịa một viên xuống. Trắng đỏ đây thì bỏ một viên xuống đây đi, bỏ viên xuống đây đi. Rồi bỏ viên đỏ xuống ha. Rồi mình đưa cái trắng đỏ này qua coi cái chiều nó, chiều này nè, chiều này viên rác. Đây, cho viên này lên không, xuống. Rồi đẩy qua. Đây, rồi theo làm hướng nào cũng được, nó cũng như đó đó. À, chỗ này còn mồi sát quá, à, mình làm viên bên này, viên bên này trước nè. À, viên này ngược chiều rồi nè, không bây giờ mình phải đưa một cái viên viên đỏ khác xuống để mình làm bên đây, đỏ xanh đây. Nó này nằm đây, mình làm cho viên chỗ này nữa là nó kẹt cái cột cò mồi này. À, mình làm viên phía sau á cho nó tiện chút xíu thôi chứ không gì ha. Thì các bạn cứ sửa lại không, từ từ sửa thôi hả, không có gì hết ha. À, viên này lên đây thì bên đây lên trước, xuống trước, xuống, xuống, lên, lên. Vô này ha, trả hồi về phía sau. Cái này là kinh nghiệm làm thôi chứ các bạn, chứ các bạn làm hồi các bạn nhìn ra vấn đề hả. Rồi tím xanh,
chỉnh xanh làm tốt ở đây rồi, còn một viên ha, bên đây nó kẹt một viên nè, bên đây còn một viên chưa làm nè ha. À, tím xanh đây, một viên ở đây, đưa viên này lên, tím nằm trên ha, tím nằm trên thì viên này nó quạt lên đây, rồi viên này lên đây nha, còn mấy viên này cứ bỏ ra đi không phải tính sao. Rồi tím xanh trả về. Rồi, về ok không, ok không, nhẹ nhàng ha. Đây, mất coi cái điểm cò mồi rồi, cái này là đỏ xanh, đỏ xanh đây, bây giờ mình làm đỏ này đi, đỏ chỗ này nè, rồi còn ba viên không, đỏ chỗ này nè ha, mình đưa viên này xuống. Rồi, đưa cái này qua, rồi đưa viên này lên không, đưa chỗ này nè, viên này nè, theo cái viên này nè không, đưa lên, xuống, xuống, lên, lên, trả về, ok không, còn ba viên, hai viên này nó ngược chiều các bạn, không, cái này mình làm nhiều lần lắm rồi, mình làm rất là nhiều, bây giờ mình đưa viên này qua bên này, không, rồi, chút xíu viên này nó xuống đây nè, viên này nó xuống đây đúng chiều rồi nè, cam xanh nè, nó xuống đúng chiều. Bây giờ mình bẻ một cái viên này thì cái viên này tự động nó đúng luôn, nhưng mà chút xíu làm công thức nhớ xuống này trước, xuống trước, xuống một là xuống đây, bẻ viên này không, bẻ qua ở đây, đưa xuống này làm đây không, giả như vậy. Bây giờ mình đưa này viên này vô đây thì nó ảnh hưởng hai viên này, đẩy hai viên lên, đẩy này lên. Các bạn thấy mình làm phức tạp quá đó, các bạn ghi lại công thức mình làm rồi các bạn làm ngược lại công thức mình. Rồi, giờ làm ha. Xuống, xuống, lên, lên. Đây, bây giờ trả về nè, không? Trả cái này về. Trả cái này về. Trả em này về. Rồi, đẩy em này qua. Đẩy này lên. Làm ngược lại cái nãy bạn, đẩy qua. Ok ha, đứng hết ha. Toàn bộ, các viên cạnh, thì các viên kia nó cũng chạy về hết. Đúng hết này không, nhìn xung quanh ok đúng hết này, thì vậy nó làm góc mà góc thì cũng như y 3 × 3 plus thì nó cũng y vậy. Ok, xuống xuống lên với hai mặt bằng không thì cái mặt trên này nè nó sẽ đi xuống dưới đây, mặt dưới này sẽ đi lên đây, hai viên này nó đi đổi qua lại cái màu, đi thẳng qua đây xuống đây, đây lên trên, màu này đi thẳng, màu xanh qua đây, màu vàng qua đây, hai viên này swap nhau màu đi thẳng nè. Bạn cứ làm bình thường, cái viên này nó không bị kẹt, những cái cục sau cái kẹt mình thấy khủng khiếp lắm, kẹt mà làm rất là cực. Còn cái cục này thì bạn cứ làm bình thường vậy đó, đổi thế bình thường hết, mọi chuyện rất là bình thường, đúng không? Rồi bây giờ làm gì rồi, bây giờ làm viên này, làm lan ra, các bạn cứ lan ra từ từ, không cần phải quan trọng là làm chỗ nào trước chỗ nào sau đâu, nhưng mà làm tuần tự vậy nè, nó kẹt viên trong đây mất công. Xanh xanh vàng đây rồi, xanh xanh vàng đây không, viên này viên rác, viên này viên vàng không được, bây giờ này viên xanh không, này viên xanh qua đi được nè, rồi xuống nè, kia màu xanh này nó đi xuống đây ha, màu xanh này đi xuống đây đúng nè, rồi trả về, trả về nó cũng nhẹ nhàng các bạn, đúng đường trả về thôi, nó không bị vướng không bị kẹt gì chứ. Rồi làm viên này, viên nào cũng được ha, xanh cam viên nào thuận người làm thôi. Xanh xanh cam đây, xanh xanh cam đây không, như này không, tuốt bên này không, màu cam đi trên đây nè, được nè ha, này đưa lên, này mặt cam ha, này mặt cam nè, đây mình coi hai bên hai viên rác không, hai viên rác không, mình coi hai bên hai viên rác hay không các bạn. Nhiều khi mình lỡ tay đó, hai bên hai viên làm rồi á, cái mình làm ở đây, cái mình chú ý mình làm ở đây, cái hai bên nó quá qua nó mất luôn.
chả này vàng, ok không? Chả này vàng. Hình như nó sai rồi, cam xanh, cam xanh xanh, cam xanh xanh là bên dưới đây nè. Ồ, làm lộn ha. Hai bên viên rác không, đi lên đây màu xanh không, màu xanh đây không, chảo qua bên này rồi đưa mặt xanh này lên thôi, giờ làm gì đi cho nó tiện đi. Nó hơi kẹt không, nãy làm nó dở quá ha, màu xanh này nó xuống đây, bây giờ mình đưa màu xanh lên. Đưa màu xanh lên, màu xanh xuống đây. Thử coi. Thử cứ thử các bạn, không sao nữa. Trả về. Rồi. Đâu rồi? Xanh xanh cam đây. Màu cam ha. Cam màu xanh này, màu xanh kẹo quá không. Màu xanh ở trên cái này, màu xanh được rồi nè, không bây giờ mình đưa màu cam chứ, cái này màu cam rồi, chút xíu nhớ trả về nó ha, trả U2 rồi xong rồi gặt cái này cái là được rồi. Cái này U2 gạt cái rồi gạt cái này qua, ok trả về thoải mái lắm các bạn không, nó không phải như cái kia, những cục sau á, những cục sau các bạn sẽ rất là cực với nó. Rồi, làm hai viên này cũng được không, rồi xong rồi mình lan qua bên này cũng được, hơi còn hơi nhiều quá. Vàng tím trắng, vàng tím trắng đây. Trắng qua đây, tím vàng, vàng tím trắng, vàng ở trên, tím ở trên, ở dưới này làm rồi, vàng tím trắng, tím không, thì tím ở trên không được, cứ từ từ các bạn, nó có gì đâu vội. Những cái khâu này mình sẽ làm nhiều nhiều cho các bạn, chứ những cái cục sau mình sẽ làm ngắn ngắn đi. Vàng tím trắng qua đây, vàng xuống đây, đây nè, vàng tím trắng được nè, kìa không, xuống ha, mặt tím xuống đây, hai vàng này hai vàng rác, ok không? Giờ trắng vàng xanh, trắng vàng xanh đây, vàng đây không, hai viên này, viên này viên không phải rác này, đưa này lên đây, rồi bắt đầu chuyển qua nghe, u u chút xíu trả về, u u u hai phẩy ha, vàng xanh trắng. Xuống, xuống, lên, lên, u hai phẩy không, một, hai, rồi gặt cái này lên. Trong quy tắc nhớ Rubik đó, tạo thế đó các bạn đừng có nhớ những khúc nào dễ nhớ, những khúc nào dễ nhớ như gặt cái này là tới đây là các bạn biết rồi đó. Ví dụ đây là tới đây là bạn biết rồi nè, bạn nhớ khúc sau thôi, tới đây là ok được rồi các bạn gặt lên. Nhưng mà lúc đầu các bạn sẽ rất là rối, nhưng mà mình tập thành thói quen từ từ ha, từ từ cái mình quen. Rồi bây giờ làm bay hai viên này rồi bò lên đây không?
viên nào cũng được hết, không sao hết. Vàng, đỏ, xanh. Ủa, mất anh viên rồi. Ở viên này, viên này là viên này luôn này. Thì bây giờ phải đưa lên, đưa lên đây, viên này kẹt rồi. Đây, viên này nè, nó sẽ chung vô đây nè. Đó, bây giờ mình phải đảo nó. Bây giờ đảo lên cam phải không? Đảo lên đây. Không. Không được, bây giờ cho nó lên trên luôn. Những cái viên cuối á, những cái viên mà nằm trong góc á, nó làm cho mình mệt mệt. Rồi. Không, viên này không. Bây giờ này mặt cam không, đẩy lên. Viên này viên rác, viên này viên rác, đẩy nó qua luôn. Rồi cái này mặt cam nè, thấy không, đưa viên cam mặt cam này từ đây xuống đây luôn, đúng như đó luôn đó. Rồi trả qua anh về kê không. Dễ ha, còn năm năm viên này cũng hơi bình bạc đấy, nhưng mà không sao. Đỏ, đỏ xanh, đỏ xanh trắng đây nè. Viên này là viên xanh, bây giờ mình đưa hơi có khó không, đỏ xanh trắng. Ê, thôi mình làm những cái viên này đi ha. Những cái viên này dễ làm hơn nè. Viên này còn mồi mà. Xanh tím, viên tím. Tím xanh viên này. Mặt xanh lên đúng luôn ha, hên quá ha. Nếu mà không hên mình đảo dưới các bạn. Không sao. Từ từ ha, cái gì? Cứ làm bút từ từ là ok hết á. Cái không cho bút mà cho nó vui. Rồi cái viên này là viên đỏ xanh, đỏ xanh này, viên này nằm đây nè. Mặt 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 cam này nằm dưới, mặt cam này nằm dưới ha. Bây giờ mình đưa viên này, mình đảo dưới đây nè, không. Bây giờ mặt mặt xanh này phải lật lên mới đi vô đây được. Viên này bên đây rác, vô đây được nè. Bây giờ mình nên làm viên này. Xanh, thì còn những viên này nó gần nhau, nó dễ làm. Mà không sao đâu, cản đi, để đi. Được viên nào làm viên đó, làm viên này không. Viên này trên đây ok nè. Chỉ cần chuyển cái mặt xanh này gập xuống dưới, xanh, đỏ, vàng không. Giờ mình chuyển không. À, qua đây. Qua đây. Đi lên. Cái không, cái không. Mình nhớ mình trả về đây trước nè, trắng về đây trước rồi trên kia ok. Mà cái này trả dễ lắm mọi ơi, được qua hai cái bên này mình đạo thế nó không có dính nhau, nó ok hết á. Viên này lên đây không, xuống đây, trả này về đúng ha, cái này trả về, trả này về. Bạn nhìn bên đây nó về nè, không về về không, mình không mấy mình kiểm tra lại, đâu có gì đâu gọi đâu. Cam này về nè, không về không về không về không về. Căng căng không. Và như quan đất nữa. Xong mới trả cái này về, xong mới trả cái này về. Đấy. Từ từ ha, mình cũng rối rối ha, nhưng mà không sao. Đỏ trắng xanh, đỏ trắng xanh, đỏ trắng xanh là nó luôn đó. Bây giờ mình chuyển viên tím viên này nè, mình chuyển cái viên này nè cho nó dễ không.
Nó chuyển viên này đi. Trắng. Rồi coi, để mình coi coi. Tím, tím trắng xanh xuống nè, viên này xuống đây nè, không, được rồi, viên này qua. Không, viên này xuống đây nè, không. Từ từ ha. Giả như vậy. Rồi, còn 3 viên. Xanh, trắng. Bây giờ mình swap các bạn. À, viên này nè, nó sẽ swap qua đây đúng, đổi hai viên này không? À, viên này nè, swap qua đây đúng. Rồi mình dùng cái thủ thuật mình đưa viên này nè qua vòng vòng qua đây mình swap lại. Giờ làm chỗ này không? Viên này swap qua đây đi thẳng nè. Qua đây đúng. Cái lúc đầu chơi cái trí nhớ mình chưa có tốt á, nên mình từ từ, không từ từ ha. Bây giờ trắng vô đây để mình coi ha, đỏ này để mình coi sao mình swap nó vô luôn không. Bây giờ mình swap hai viên này thì hai viên này nó sẽ mình đưa viên rác qua đây, mình swap hai viên này á thì hai viên này cái gì, hai gì mình đưa viên rác này nè, viên này nè hư nè qua bên này rồi mình swap lên thì hai viên này đúng, nhưng mà mất công để mình nghiên cứu đây coi được không. Viên này đưa lên đây, viên viên này qua bên này, mặt này mặt đỏ ha, mặt này là mặt đỏ nè, thì cái mặt đỏ này á, mặt đỏ này á nó phải vô đây nè. À, đó thì ok đó, mà làm sao đưa nó vô vì mặt đỏ này các bạn nó nằm bên này nè thì nó swap qua thì trúng viên này, thì viên này chắc chắn trúng luôn. Để mình coi ha. Mình coi đã thấy coi sao. Ok nè, ha. Rồi, swap hai cái này, hai viên này đúng luôn. Rồi, trả về. Trả như vậy. Rồi, trả như vậy. Ok ha. Một cục Rubik Crazy Megamin mà nó không có nỗi nặng nề lắm. Nhẹ nhàng, làm cũng dễ. So với những cục khác á, thì nó khó quá. Cục này thì nó đơn giản. Nhưng mà nếu các bạn chơi cục này thì mà rành á, các bạn cầm cục này còn về bạn mua hai cục giống như mình đó. Hoặc các bạn mua heo theo ý bạn đó. Mua cách nào đó mình quyết định mình chơi cái này đó không thì mình chơi cục này rất là đem đi đâu cũng giải cho nó thuần thục cái động tác. Thì những cục kia đó nó không thuận vậy đâu, những cái mặt bằng một nó nằm xen kẽ nhau và nó rất là bức bối, đồng thời đó, là phải làm thêm hai khâu nữa là cái hình thang này với cái viên nhỏ nhỏ này nó rất là cực ha. Rồi cố gắng không, một vòng rất là hay. Ở trên các kênh thế giới thì chắc có mình anh Super Antonio Vivendi anh mới ảnh giải đủ 8 cục thôi, thì 9 cục nhưng mà ảnh giải bằng công thức được cũng nặng lắm, mình giải không có công thức nhiều. Hy vọng các bạn sẽ tiếp thu và chơi với dòng này rất là hay, rẻ nữa, mua hai cục mà bằng được 9 cục tha hồ dặn ha, dặn cả năm cũng còn chưa xong nữa mà. 9 cục này các bạn chơi một năm luôn đó mà sợ không xong nữa đó, tại nó rất là khó mà. Rồi. Cảm ơn các bạn nghe. Cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.